bạn dù một chút. Bạn muốn mình thể hiện sự ghen tức với bạn trong bài nhạc vài phút. Quên đi. Như xong rồi hiểu. Dr. Ray sarcastic. Hey yo. Đừng nói nữa, kết thúc rồi, cố gắng nói lạ tình cảm thì cũng mất hút thôi. Nhìn xem trong thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Bạn bên cạnh ai định làm kiểu đó nơi công cộng. Chọc tức mình mà, ghét thì phải reject, rap thì phải phong cách. Nói cho nhiều, hiểu bao nhiêu qua hai bài mình viết. Nên lục lại quá khứ xem tại sao mình không còn tha thiết. Bạn nhà giàu ở nhà lầu sống 3-4 năm tù ngoài ra nước. Bạn đẹp gái học giỏi, làm bao thằng phải ao ước. Chết được anh ơi, nhiều thằng trong lớp nó rất là thích em. Xin lỗi bạn, mình đủ tuổi để hiểu đứa nào đang muốn gì. Sống cần khôn một chút phải dùng đầu mà suy nghĩ mọi chuyện. Mình bỏ qua sự việc mình thứ tha, nhưng mà bạn đang tham gia một vở kịch hay không bán được vé. Bạn độc tấu trên sân khấu không ai nhắc bài được đâu nhé. Anh này cũng chán, anh kia cũng thừa, kiếm một điểm tựa bức tường đổ nát. Bạn cần lắm một điểm dựa. Bởi vậy qua sự việc này mới thấy bản chất trong thâm tâm. Tôi ở chỗ bạn chọn sai đối tượng làm ra thành đâm nhầm. Một tháng hay tháng ba tháng vỏn vẹn như trò chơi. Một tháng hay tháng ba tháng quá ngán của cuộc đời. I check mình biết cho bạn chỉ là cảm giác tội lỗi nhất thời. Mình muốn thua lỗi việc thực thi kế hoạch của bạn phải chờ đợi lời cuối. Mình biết mình chuối khi viết vơi chót của bài hot này. Mình ghét phải viết gan với trạng thái chậm chạp của nhịp beat này. Mong bạn nghe được, mong bạn thấy bản chất của bạn ngay lúc này. Một con cày người đời khinh khi nụ cười khinh bỉ chấp nhận lời thị phi. Sorry homies. Mày bảo tao không đụng đến nó, con nhỏ thiếu thốn đó. Nhưng tao sẽ không can tâm khi chưa viết kết cho con này. Amen. Thiên Chúa. Vô thần nữa.